xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại đến với lại kênh dinh dưỡng năm vật. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn chủ đề giá trị dinh dưỡng enzyme fan sử dụng trên heo. Để tiện theo dõi kênh youtube các bạn có thể đăng ký vào kênh youtube của tôi hoặc có thể chia sẻ kênh youtube này đến mọi người để họ nhận được thêm những cái giá trị từ phần trình bày này. vai trò fan Đầu tiên tôi xin nhấn mạnh về vai trò của chitoфан. Chitophan thì đã được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu hóa của gia súc từ những năm 2000 về phương diện dinh dưỡng chitosan có những vai trò giúp cho cải thiện được lượng thức ăn ăn vào hiệu quả sử dụng thức ăn tăng lên giúp tăng tốc độ tăng trưởng giúp cải thiện được và đáp ứng được miễn dịch tốt hơn giúp làm giảm cái hành vi hay là tính hung hăng của vật nuôi các giống vật nuôi hiện đại thì đòi hỏi phải cho thêm chitosan vào khẩu phần để đạt được những tiềm năng di truyền của chúng phần lớn các nghiên cứu đã thực hiện trên heo nhằm xác định tỷ lệ tối ưu của chitosan tiêu hóa và lysine tiêu hóa trên cơ sở độ tiêu hóa hồi tràng chuẩn hóa SID. Hàm lượng chitosan trong các nguyên liệu. Việc mà xác định tổng số axit amin thì cực kỳ cần thiết để xác định được hàm lượng axit amin tiêu hóa trong các thực liệu. Đây là cơ sở để dữ liệu chuyên biệt theo loài. Ừ, trường hợp ở heo độ tiêu hóa hòa tràng SAD của mỗi loại axit amin trong các loại thực liệu truyền thống đã được xác lập khá đầy đủ. Vì xác định mức chế tốt nhất để đảm bảo các chỉ tiêu về sinh lý, kinh tế, tối ưu hóa đã đạt được bằng cách là sử dụng khái niệm tỷ lệ đạm lý tưởng hay là axit amin lý tưởng này đó là một cái tỷ lệ so với lysine tiêu hóa làm cơ sở đã được xác lập trong trình bày tiếp theo chúng ta sẽ đi xét đến ví dụ một số loại nguyên liệu về hàm lượng của axit amin trong các loại nguyên liệu như câu đậu nành 44% đạm thì cho thấy được là hàm lượng axit amin thiết yếu ở đây chúng ta thấy được là có các loại axit amin lysine, threonine, methionine, chitophan, isoleucine, valine ở trong khô đậu nành thì chúng ta thấy đặc điểm là hàm lượng axit amin đặc biệt là methionine rất là thấp trong khi đó thì hàm lượng axit amin tiêu hóa nó thấy được là độ tiêu hóa của các loại axit amin trong uh, khâu đầu nành cũng thay đổi khác nhau tùy vào những loại amin khác nhau ở đây tôi thấy với ví dụ là đạm thô đạm thô thì là độ tiêu hóa lên quanh khoảng chừng 85 đến 86% là độ tiêu hóa của uh, lysin là khoảng chừng uh, hơn 88 đến 90% methionine khoảng hơn 90% đặc điểm là ở trong khâu đậu nành chúng ta thường thấy những cái khẩu phần khâu đậu nành nào nhiều á thì là chúng ta phải bổ sung thêm nhiều à, uh, metanin vì trong khâu đậu nành thường thiếu metanin tiếp theo là chúng ta sẽ giới thiệu về hàm lượng acid amin trên sọt gum hay còn gọi là cao lương cho thấy được là hàm lượng acid amin trong sọt gum thì thường rất là thấp các loại acid amin thiết yếu ví dụ như lysine, threonine, methionine hay là các loại axit amin như isoleucin, valin. Xét về độ tiêu hóa thì các loại axit amin này có độ tiêu hóa dao động từ khoảng từ 75 cho đến 85%. Về độ tiêu hóa đạm, đạm thô thì lân quanh khoảng chừng 78%. Vậy thì ta thấy được là sau gum thì đây là loại nguyên liệu chủ yếu là cung năng lượng là chính không có khả năng cung nhiều đạm nên khi chăm khẩu phần nào có nhiều so gum thì thường chúng ta có xu hướng là bổ sung nhiều loại acid amin tổng hợp vào để cho đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. Tiếp theo chúng ta sẽ uh, xem cây DDGS pop, thì hàm lượng acid amin nó như thế nào. Thấy được là nhìn trên bảng thì chúng ta thấy được là hàm lượng DDGS mà có chứa acid amin rất là thấp. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây đặc biệt là độ hầu như trong DDGS không có chứa tryptophan, methionine cũng thấp. Như vậy thì khi mà bổ sung cái nguyên liệu này vào trong công thức chúng ta sẽ thấy được là nhu cầu về tryptophan tăng, nhu cầu về methionine tăng. Xét về độ tiêu hóa cũng thế, độ tiêu hóa tryptophan à, ở trên DDGS chỉ khoảng trên 25% so với lại các loại amin khác. Như vậy thì đặc điểm của cái khẩu phần mà có bổ sung DDZ là thiếu hụt chitophan nhiều và thứ hai nữa là thiếu hụt metanin. Để mà xác định được cái nhu cầu chitophan thì chúng ta phải có một cái cơ sở để xác định. Thì cơ sở để thành công trong các thí nghiệm in vivo nhằm xác định được nhu cầu chitophan đó là cần hiểu đầy đủ về các loại nguyên liệu thô dùng làm thức ăn chúng ta phải hiểu được đặc tính của các loại nguyên liệu thô thì chúng ta mới xác định được là à, nhu cầu tritophan trong các khẩu phần thức ăn nó có đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi hay không do đó thì nhu cầu acetamin ví dụ như chitophan có thể được ước tính bằng tổng số các mức cần cho các chức năng khác nhau ví dụ như chức năng tăng trưởng chức năng biến dưỡng hay là miễn dịch vân vân chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại và ngoại lai ví dụ như là tình trạng sức khỏe của đàn thú hay là độ tuổi của đàn thú vân vân phương pháp tiếp cận là có nhiều yếu tố hay còn gọi là multifactor chúng ta sẽ xét đến là cái lượng thức ăn ăn vào hệ số chuyển hóa thức ăn hay là gia tăng trọng lượng mình của ngày. khi phân tích tổng hợp hay còn gọi là phương pháp phân tích meta analysis về tỷ lệ lysine so với lại tryptophan thì ta thấy cái khẩu phần ở bên châu âu lấy ví dụ như khẩu phần giữa cái nguồn là cái loại ngũ cốc cộng với lại khô đậu nành cộng với lại cái nguồn đạm ở bên uh, nước sở tại thì ta thấy được là ở cái mức um, Chitophan trên lysine là 22%, thì ta thấy được cho là uh, ADC hay còn gọi là gia tăng trọng lượng bình của ngài là ở mức tối ưu hay là ở bên Đông Âu, Đông Âu thì họ sử dụng uh, những, những cái loại nguyên liệu khác, chủ yếu là ví dụ như bắp hay là khô đậu nành hay châu á chúng ta cũng vậy ở Mỹ cũng vậy. Đa phần là sử dụng bắp với lại khô đậu nành làm khẩu phần cơ bản. Thì chúng ta cũng tìm thấy được một cái điểm tương đồng đó là gia tăng trọng lượng bình của ngày hay là uh, cái mà average daily feed intake còn gọi là uh, cái lượng ăn vào hàng ngày của con vật nuôi của mình đó, có cái mức tối ưu ở cái tỷ lệ là chitophan so với lại lysine là 22%. Vì kết luận là cái tỷ lệ chitophan so với hai lysine 22% là cần cho sự tích lũy tối đa của protein. Cái hai đó là tỷ lệ chitophan so với lại lysine thì nó không phụ thuộc vào thành phần khẩu phần cái kết luận thứ ba mà chúng ta có thể kết luận được đó là tăng tỷ lệ chitosan so với lại lysine từ 18% lên 22%, thì là cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày nó có thể cải thiện được và gia tăng lên được là 8%. Về tổng hợp các thí nghiệm thực tế đáp ứng với liều dùng khác nhau thì cũng thấy được là ta xét đến là ảnh hưởng của việc bổ sung ở các mức chitophan khác nhau đến mức tăng trọng hàng ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn. Ở đây chúng ta thấy được cái cột nằm hàng ngang đó là tỷ lệ uh, à, chitophan so với lại lysine và cái cột mà màu đỏ đó là tăng trọng bình quân ngày. À, cái đường màu xanh này là hệ số chuyển hóa thức ăn. Ta thấy được ở cái tỷ lệ trọng 22% chitophan so với lại lysine thì ta có thể làm tăng thêm trọng lượng bình của ngày là khoảng 8% và chúng ta sẽ giảm được hệ số chuyển hóa thức ăn là khoảng 3%. Đây là một con số ý nghĩa nếu mà chúng ta chỉ cần à, cải thiện được ở cái mức à, phan từ 18% lên 22% như khuyến nghị. Bây giờ chúng ta xét đến là thí nghiệm cho lựa chọn à, tự do của phan trên heo con, thì để, mục đích của cái thí nghiệm này là xác định sở thích đặc biệt của con heo con đối với lại các mức chitophan cao thì câu hỏi là liệu heo con có ưa thích thức ăn với hàm lượng chitophan đủ hoặc cao so với thức ăn thiếu phan khi chúng có thể lựa chọn từ tự do hay không thì các câu hỏi à, thí nghiệm chủ yếu là liệu sở thích heo con đối với lại phan trong thí nghiệm là thí nghiệm tự do lựa chọn hay không liệu có sự thay đổi sở thích trong quá trình thí nghiệm hay không liệu có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu năng suất chủ yếu hay không? ví dụ như là à, do tăng trọng lượng bình của ngài hay là hệ số chuyển hóa thức ăn và liệu có sự khác biệt về sở thích đối với lại các axit amin khác nhau hay không? ví dụ như là tryptophan so với lại lysine thì chúng ta tiến hành bố trí thí nghiệm thì vào năm 2003 à, người ta bố trí thí nghiệm đó là 48 heo con đó là À, khẩu phần giữa là à, P.A.Train đó là heo lai giữa P.A.Train với lại à, Duroc, rock à, thì trọng lượng bình quân ban đầu là khoảng 8,2 à, kg cho một con thời gian thí nghiệm là 6 tuần hệ thống cho ăn riêng thì chúng ta xác định lượng thức ăn ăn vào à, trên trọng lượng sống đó là một lần trên một tuần lấy mẫu máu ở cuối thí nghiệm thì cách bố trí thí nghiệm thì bố trí thí nghiệm lựa chọn tự do Chitophan fan trên heo con thì chúng ta thí nghiệm uh, khẩu phần 1 đó là chúng ta chọn ta uh, fan ở tỷ lệ là 0,11% so với lại lysin uh, bố trí thí nghiệm thứ hai đó là 0,16% so với lysin và bố trí thứ ba là 0,2% so với lysin thì thí, thức ăn thí nghiệm là dựa trên cơ sở đó là bắp là bột gluten bắp này, và lúa mì khi chúng ta tăng hàm lượng chitophan từ thức ăn 1 cho đến thức ăn 3 thì bằng cách là bổ sung chitophan vào khẩu phần thức ăn 1. Chitophan nhóm 1 là cái nhóm mà đối chứng âm là chúng ta sẽ sử dụng là 0,1 phần 11%. Nhóm thứ hai là đối chứng dương là 0,2%, nhóm 3 đó là cho ăn tự do. À, nhóm thứ tư cũng cho ăn tự do thôi 0 phần 2. thì chúng ta sẽ bố trí như thế này chúng ta sẽ có một cái vị trí A và một vị trí B thì chúng ta hoán đổi hoán đổi giữa thức ăn 1 và thức ăn 2 thì nên là chúng ta thiết kế cái nhóm nhóm 3 thì thiết kế nhóm 4 thì chúng ta sẽ hoán đổi vị trí cũng vị trí A vị trí B thì sau đó chúng ta hoán đổi vị trí hai lần mỗi tuần Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy được là các tuần qua đi, từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Và đây là cái à, tỷ lệ à, lượng ăn vào, phần trăm lượng ăn vào tương đối chúng ta thấy được là heo nó có xu hướng nó chuyển từ khẩu phần 11% chế độ phan sang khẩu phần 16% chế độ phan. Trong nhóm là cho ăn tự do. Nhóm thứ hai là chúng ta cũng thấy được có một cái xu hướng đó là cũng có sự chuyển từ khẩu phần cho ăn từ 11% sang khẩu phần cho ăn à, 0,2% tritophan. Như vậy thì heo con mà có sự lựa chọn khẩu phần tritophan tự do thì nó có xu hướng nó sẽ chọn những cái khẩu phần nào có chứa tritophan nhiều hơn để ăn. Thì ở đây chúng ta thấy được là các cái chỉ tiêu năng suất của heo con khi mà chúng ta thí nghiệm đây là chỉ tiêu tăng trọng bình quân ngày đây là hệ số chuyển hóa thức ăn thì chúng ta thấy ở cái khẩu phần là 0,11 0,2 thì gia tăng trọng lượng bình quân ngày có sự thay đổi đáng kể và sự khác biệt có ý nghĩa về hệ số chuyển hóa thức ăn chúng ta cũng thấy được là có một sự cải thiện đáng kể giảm được hệ số chuyển hóa thức ăn từ khẩu phần là 0,11% sang khẩu phần là 2%. Vì thành tích chăn nuôi là cải thiện đáng kể ở cái khẩu phần có chất threonine cao. Kết luận thí nghiệm tự do lựa chọn chất threonine thì ta thấy được là heo con thì có sở thích đặc biệt đối với lại thức ăn mà có hàm lượng chất threonine cao. Cái hiệu ứng này rất chuyên biệt đối với lại chất threonine và không thể hiện đối với các axit amin khác như là lysine heo con, cần một thời gian thì để nhận biết và lựa chọn thức ăn mà có chất lượng Chitophan. Như vậy thì chúng ta thấy được là nếu mà chúng ta chuyển đổi thức ăn từ công ty này sang công ty khác hay là chúng ta chuyển đổi thức ăn từ khẩu phần mà Chitophan đậm thấp sang Chitophan cao thì là chúng ta cần phải có một thời gian thì theo con nó mới nhận biết và nó chuyển đổi. Thì sự khác biệt giữa hàm lượng Chitophan cao thì sự thích ưa thích đó là lại càng lớn vậy thì khi mà chúng ta gia tăng những khẩu phần mà có chít ca cao thì sự yêu thích thức ăn của heo con nó sẽ càng tăng các thí nghiệm cho kết quả của lựa chọn tự do chít cho thấy là heo con ưa chuộng thức ăn có hàm lượng ít nhất là 0,2% phần trăm thì cả hai chỉ tiêu tăng trọng bình quân ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn có thể được cải thiện đáng kể ở khẩu phần chứa là 0,2% chitophan. Như vậy là trước đây chúng ta chỉ sử dụng khẩu phần là có 18% chitophan thôi, tương đương như là 0,18. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tăng lên thành là 20% chitophan hay còn là 0,2% thì chúng ta sẽ cải thiện được cái chỉ tiêu tăng trọng bình quân ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn. Thì việc mà sử dụng Chitosan thì nó mang lại những kết quả nào? Thứ nhất là chúng ta cải thiện được sức khỏe vật nuôi, thì giúp cho nó cải thiện đáp ứng được miễn dịch, sức khỏe đường ruột và tác động kháng oxy hóa. Cái đặc điểm thứ hai của khẩu phần mà có chitosan thì chúng ta sẽ giúp để cải thiện được tính ôn hòa và ít hung hăng hơn trên vật nuôi. Đó là kích thích được sự giải phóng uh, serotonin và melatonin ở trong. À, thần kinh của con con heo hay là con con thú giúp cho nó có tính ôn ngoài hơn và ít phung ngàn hơn thứ ba nó là ít của việc sử dụng chứ phân đó là à, chúng ta cải thiện được lượng thức ăn ăn vào nhiều hơn thứ tư nó là cải thiện năng suất vật nuôi là giúp cho cải thiện được tăng trọng khoảng 8 phần trăm và hệ số chuyển hóa thức ăn là giảm được 3 phần trăm giúp cho cái việc này đó là các yếu tố, đây là cái yếu tố chủ chốt quyết định lợi nhuận của người chăn nuôi, và nó dẫn đến là à, chi phí đầu ra của thức ăn nó sẽ giảm xuống. Khi mà sử dụng chitophan chúng ta sẽ tối ưu hóa được lợi nhuận của người chăn nuôi, nhà bổ sung thêm đầy đủ chitophan trong khẩu phần. thì đây là cái tỷ lệ khuyến nghị à, chitosan à, trên xin tối ưu cho thức ăn heo, thì chúng ta có thể À, thấy được là ở cái khẩu phần heo mà heo từ giai đoạn 6 đến à, 12 kg thì cái tỷ lệ chitosan khoảng là 22% và tỷ lệ à, heo mà giai đoạn là 12 đến 25 kg thì tỷ lệ tối ưu phanh cũng là 22% vậy thông qua các chỉ tiêu này chúng ta đã xác định được là tỷ lệ phanh tối ưu trong cái khẩu phần thức ăn heo đặc biệt là heo con cây sữa và heo choi là khoảng 22 thì các thí nghiệm này đã được xác định thông qua thực tế thì phần trình bày đến đây là xin kết thúc xin chân thành cảm ơn à, các bạn đã quan tâm theo dõi thì các bạn hãy đăng ký kênh youtube lb quốc để có thêm thông tin bổ ích à, chúc các bạn à, một buổi trưa vui vẻ xin chân thành cảm ơn